Anh giận hả? Tại sao anh phải giận chứ? Vì Sam Sam gọi điện thoại tới. Em dùng tư cách bà Phong để nghe máy. Em biết anh sẽ giận sao còn nói như vậy? Em không cố ý đâu. Tại lúc em ra ngoài thì tình cờ nghe thấy có người gọi cho anh ở chỗ lễ tân. Thoáng qua thì em biết tiếng Anh của người đó không tốt. Em sợ công ty có việc gấp nên mới nghe thôi. Công ty có việc cũng sẽ không gọi đến đây. Ờ, được rồi, em đã đoán ra đó là Sam Sam. Vì cô ấy tiếng Anh không tốt, lễ tân lại không biết tiếng Trung. Nếu em không tự nhận mình là bà Phong thì chắc là họ sẽ không cho em nghe máy. Cứ để vậy thì ông nói gà bà nói vịt tới bao giờ? Tiếng Anh có kém thì cô ấy cũng là sinh viên đại học, không lẽ nghe không hiểu sao? Vậy ý của anh là em cố ý để Sam Sam hiểu lầm hả? Bây giờ anh hỏi em, em đã nghe điện thoại vào buổi sáng, sao đến tối vẫn không nói cho anh biết? Là bởi vì Sam Sam nói với em không có việc gì gấp hết. Hơn nữa em nghĩ buổi tối có lẽ hai người đã gọi điện thoại cho nhau rồi. Sam Sam nói với anh sao? Rồi anh tin hả? Là do Lễ Tân nói đó. Họ cũng không có ác ý gì hết, chỉ là thông báo mà thôi. Đúng vậy, em không muốn cô ấy hiểu lầm, mà là coi thường cô ấy. Em coi thường cô ấy? Em nghĩ anh không nhìn ra sao? Vậy trang điểm rồi chọn quần áo, em hoàn toàn coi thường địa vị của cô ấy. Để cô ấy khoác lên mình những bộ đồ không hợp, bản thân cô ấy cũng không nhận ra, chỉ biết ngại ngùng. Em đề nghị đi Anh Quốc, cô ấy lại không có hộ chiếu. Em lại muốn Sam Sam cảm thấy cuộc sống của chúng ta quá khác biệt. Vừa hay lại khiến mọi người gồm cả cô ấy cảm thấy mình vốn không xứng với anh. Đúng, cô ấy không xứng. Em luôn không hiểu điều này. Người như cô ấy thì dựa vào đâu để ở cạnh anh chứ? Nhan sắc tầm thường, học lực kém, địa vị gia đình cũng không có. Em không thể nào hiểu nổi là người này có tư cách gì để ở bên cạnh anh chứ. Lễ trưởng, đủ rồi đó. Anh tìm bạn gái chưa từng nhìn vào những thứ đó. Anh chưa từng nhìn vào những thứ đó? Vậy thì tại sao? Nếu anh không để ý bất cứ gì thì sao không là em chứ? Nếu anh đã không để ý bất cứ gì thì sao không là em hả? Tại sao không phải là em? Tại sao không phải là em? Tại sao không phải là em? Tại sao chứ? Có phải là chủ tịch sắp về nước rồi có phải không? Đặt vé máy bay hết chưa? Linda nói có lẽ phải đợi hội nghị ở London kết thúc thì mới xác định được. Vậy phiền anh chuyện này nha. Khi đi đón chủ tịch có thể đưa tôi đi cùng không? Đương nhiên là được rồi, chủ tịch nhất định sẽ rất vui. Vậy không có gì, tôi đi trước đây. Cảm ơn anh nha. Không có gì, tôi đi đây. Tiểu Trương phải đi hả? Sam Sam à, tiễn cậu ấy đi. Không cần đâu bác gái, cháu tự đi được rồi. Bác gái à, nếu có yêu cầu gì thì bác cứ nói cô Tiết gọi điện cho cháu. Với lại ngày mai cháu sẽ vô mà. Còn bây giờ cháu xin phép đi trước. Được rồi, dạ, dạ, cẩn thận. Dạ chào. Cảm ơn Tiểu Trương, tạm biệt anh. Nè nè nè, cậu Tiểu Trương đó chu đáo thiệt ha. Chu đáo lắm luôn á. Sam Sam à, Tiểu Trương giỏi giang như vậy hả? Chỉ cần một cuộc điện thoại là xong hết mọi chuyện. Dạ không phải, không phải đâu. Là Linda, chính là cô gái lúc nãy. Cô ấy là thư ký của chủ tịch, đều nhờ cô lo hết đó mẹ. Thảo nào, thư ký thường hay lo liệu thay cho chủ tịch, tất nhiên là sẽ nhiều mối quan hệ. Sam Sam thiệt là, sao cháu có người bạn như vậy mà không chịu nói sớm chứ? Làm ông nội phải đi đi lại lại hả? Sam Sam à, trong công ty cậu Tiểu Trương đó làm việc gì vậy hả con? Anh ấy là lái xe của chủ tịch.
lái xe à, trời ơi, thôi đi lái xe thì sao? Sam Sam chúng ta cũng chỉ là trợ lý nhỏ bé thôi mà. Bác gái và mẹ đang nói cái gì vậy? Tụi con chỉ là đồng nghiệp thôi mà à, đi nào. Đồng nghiệp sao? Không, 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 không giống được tụi nha. Tụi con chỉ là đồng nghiệp thôi, không có gì đâu mà. Trai thật sự là bác thấy là à, nè. Chuyện lớn như vậy sao cô không nói cho tôi biết chứ? Nhờ Linda mà tôi mới biết. Dù là anh tôi đã đi công tác, nhưng mà tôi vẫn còn ở Thượng Hải, tôi cũng có thể giúp cô mà. Sam Sam à, cô đây là... À, dạ chào bác. Chắc bác là ba của Sam Sam hả? Cháu là Phong Nguyệt, bạn của Sam Sam à? À. Dạ không biết ai là bác Tiết à? Ở đây có tới hai bác Tiết. Bà ấy là mẹ của Sam Sam, còn tôi là bác hai của Sam Sam à. Dạ chào hai bác. À, cô Phong ngồi đi cô. À, dạ không cần. À, Sam Sam à, tôi thấy ở đây hơi chật chội đó. Hay tôi đặt một phòng riêng nha, để cho ông có thể nằm yên tĩnh hơn một chút, có được không hả? Thôi không cần đâu, ông tôi được điều trị và có được giường nằm, vậy là yên tâm rồi. Với lại bác sĩ nói ông sẽ khỏi lại nhanh thôi, không cần phiền phức vậy đâu. Hay là để tôi sắp xếp một y tá chăm sóc túc trực ở đây. Hai bác giờ cũng đã cao tuổi rồi, cứ để cho họ thay nhau chăm sóc như vậy không tốt lắm đâu. À, à, không cần đâu cô Phong. Lần này chúng tôi tới đây chính là để đưa ông nội đi khám bệnh à, cũng không có chỗ để đi. Mọi người thay nhau chăm sóc cũng không sao đâu. Mọi người? Người nhà cô đã lên hết sao? Vậy thì họ ở đâu chứ? Ở nhà của tôi. Nhà của cô? Ờ. Nhà của cô làm sao mà vừa? Mọi người phải nằm dưới đất hay sao? Vậy thì không được đâu. Để tôi nghĩ cách khác cho. À nhớ rồi, ba tôi có một căn nhà hiện vẫn để trống, dù sao cũng không ai ở. Để tôi gọi người đến dọn dẹp, xong thì tối nay cô dẫn người nhà đến đó nha. Cứ vậy đi. Ba mẹ tôi chỉ ở lại đây vài ngày thôi. Làm sao được chứ. Cô nghe tôi đi, không bàn cãi nữa nha. Alo, Tiểu Tưởng hả? À phải, bây giờ cô hãy dọn dẹp căn nhà ở đường Chuẩn Hải giùm tôi, nhanh một chút nha. Tối nay sẽ có khách đến đó ở vài ngày nha. Tiểu Tưởng? Sao người trông coi nhà của Phong Nguyệt cũng là Tiểu Tưởng vậy? Trùng hợp thật. Được được. Xong rồi đó, tối nay mọi người cứ chuyển qua đó ở cho rộng. À, được 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 được. À, cảm ơn cháu nhiều. Thật tình cảm ơn cô nhiều lắm Phong Nguyệt. Đừng khách sáo mà, không cần lo đâu. Xin mời. Mời vào. Tiết tiểu thư à, đây là chìa khóa cô Phong gửi cho cô. Bên trong đó có 3 phòng, tôi đã dọn xong rồi. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi quay lại đây dọn vệ sinh sau. Dạ cảm ơn nhiều ạ. Không có gì, tôi đi trước nha. Dạ. Wow, trời ơi, hôm nay tôi gặp được chuyện gì đây nè. Trời ơi, cô nhìn kìa. Ôi trời ơi, có tàu nữa đây kìa. Có tàu nữa kìa. Chưa bao giờ thấy chỗ nào nó cao như vậy hết đó. Không khí trong lành nữa. Trong lành nữa. Chị cô nhìn kìa. Sam Sam mà, sao con lại quen biết nhiều bạn bè giỏi giang vậy chứ? Ờ, cái đó, đó là... là đồng nghiệp của con. Đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp mà giúp đến như vậy sao? Chẳng lẽ cô Phong đó cũng là đồng nghiệp của con hả? Cô Phong đó... cô Phong đó, cô ấy không phải là đồng nghiệp của con. Không phải. Nếu vậy nếu vậy làm sao con quen được người bạn có căn nhà lớn như vậy chứ? Nè Sam Sam. Dạ. Đồng nghiệp đó tên Phong Nguyệt đúng không? Họ Phong. Vậy không phải là có quan hệ gì đó với chủ tịch đó chứ? Giác quan của bác gái về chuyện này quả thực là nhạy bén mà. Cô Phong đó ấy mà. Cô ấy là em gái của chủ tịch con đó mẹ. Em gái? Em gái ruột? Dạ. Sam Sam à. Dạ. Trên dưới công ty con cũng có đến vài ngàn người có phải không? Vậy sao em ruột của chủ tịch lại đối xử tốt với con như vậy? Có ý đồ gì hay sao? Không có ý đồ gì đâu mẹ. Là gì ạ? Năm ngoái khi mà Phong Nguyệt sinh nở, con đã hiến máu cho cô ấy. Mẹ, Phong Nguyệt cũng giống như con, cũng cùng nhóm máu ABRH trừ đó. Ờ, thì ra là vậy. Thật là hèn gì.
người ta lại đối xử tốt với chúng ta như vậy. Thì ra là như vậy. Sao sao mà cô Phong và đồng nghiệp của con ai cũng tốt hết. Con phải nhớ đó, phải thật lòng cảm ơn người ta nha. Mẹ, con biết rồi. Nhưng mà cũng trễ rồi, mẹ với bác gái mau thu dọn rồi nghỉ ngơi sớm đi nha. Phải đó. Nhiều phòng quá đi. Chọn một phòng mà đúng mẹ đó, thích đúng đi. Đúng, mẹ nên ở phòng nào đây? Mẹ cứ chọn đi. Coi kìa, coi kìa, đẹp quá trời. Trời ơi, cái phòng này nó bự quá. Không biết là giờ này Phong đang họp xong chưa nữa. Sam Sam hả? Cô tìm Phong Đằng sao? Anh ấy với Trịnh Kỳ đi họp rồi. Cảm ơn anh, ông nội đỡ nhiều rồi. Sẽ ngủ. Ông em khỏe chứ? Dạ khỏe lắm. Bác sĩ cũng qua khám rồi. Chiều nay ông của em cũng đã hết sốt rồi anh à. Vậy thì tốt rồi. Sam Sam, Lệ Trữ sợ Lễ Tân không hiểu được tiếng Hoa nên mới nói như vậy, để cô ấy được nghe máy. Em đừng để ý nha. Em biết mà, em không để ý đâu anh à. Em cũng nghĩ như vậy đó. Anh đừng có cãi nhau với Lệ Trữ nha. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh mới đúng chứ. Cảm ơn anh khi em quật bách nhất. Anh đã mang lại cho em sự giúp đỡ, khiến em cảm thấy có được anh thực sự là một chuyện rất rất tuyệt vời luôn đó. Anh cũng vậy. Bây giờ anh rất nhớ em. Được rồi, em đi ngủ đi, nghỉ ngơi sớm nha. Ừ, anh cũng vậy nha. Ngủ ngon. Thank you.
least. Always take a risk. Always keep the crazy lights on. Life is rolling dice, babe. If not learning what will happen in a second. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Life is rolling dice, babe. Well, you're lost in dark. Close your eyes, you'll find the light. Shine. Hóa ra nãy giờ là anh sao? Em còn tưởng là chương trình thực tế gì nữa. Thôi còn chờ gì nữa, chờ cô. Đồng ý đi chứ. Đồng ý đi. Cho dù em không nhận, anh cũng sẽ không đi. Mà nếu như em vẫn không nhận, mọi người ở đây sẽ ép anh cầu hôn em đó nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Một khi đi chơi á là phải như vậy chứ, phải thật vui vẻ. Những chuyện không vui, chuyện đau lòng, chuyện buồn gì đó mình cứ dứt bỏ hết đi. Có như vậy mới dễ dàng phát hiện ra còn rất nhiều thứ tươi đẹp bên cạnh mình chứ. Ừ, nói rất đúng. Nói chuyện tình yêu thì phải nên vui vẻ. Theo đuổi mãi để làm gì? Em yêu anh yêu em, cứ vậy nói hoài chẳng có ý nghĩa gì hết. Nghĩ vậy là đúng rồi đó. Sao hả, bỏ được chưa? Em còn không từ bỏ được sao? Theo đuổi nửa vòng trái đất giờ mới hiểu ra, cái cảm giác thích đó không phải cứ cố mà được. Như em nè, cố gắng 12 năm, cố gắng theo đuổi. Em cố gắng tới nỗi từ bỏ sự ngây thơ, từ bỏ sự đơn thuần ban đầu của mình. Cuối cùng thì sao chứ, người ta lại thích cái sự đơn thuần ngây thơ. Rất nhiều người nói kết quả của tình yêu là hai người ở bên nhau, nhưng mà anh lại không thấy vậy. Theo anh á, kết quả cuối cùng của tình yêu là không ở bên cạnh nhau. Không ở bên nhau? Nghĩ đi, như là lúc bắt đầu đã không ở bên nhau, hay là ở bên nhau rồi chia tay, hoặc là kết hôn rồi lại ly hôn, thậm chí là cho tới già bị cái chết chia cắt, thì kết quả vẫn là chia xa. Vậy nên anh thấy khoảng thời gian yêu dài hay yêu ngắn không quan trọng. Điều quan trọng nhất á, là khi theo đuổi tình yêu khiến ta trưởng thành hơn. Quan điểm này của anh, em nên nói là anh bi quan hay nên nói là anh rộng lượng đi? Nên nói là anh dám đối diện với hiện thực chứ. Lê Trữ à, em nghĩ đi, dù em có ở bên cạnh Phong Đằng hay không đi nữa, thì em đã rất cố gắng để nuôi dưỡng tình cảm này. Trong quá trình đó thì em trở nên xinh đẹp hơn, hiểu biết hơn, trang nhã hơn, xinh đẹp hơn. Như vậy là đủ rồi. Hai, 许下的承诺是永远，绝不。